Nằm trong chuỗi hoạt động phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần thứ hai huyện Tumarong, chiều ngày 6 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Tumarong đã tổ chức hội thảo tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch. Tham gia có Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Việt Nam, đại biểu Viện Phát triển Du lịch Châu Á, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh. Đến nay, du lịch huyện Tumarong đạt tín hiệu tích cực. Nổi bật, huyện có tổ hợp du lịch gồm du lịch sinh thái, du lịch dược liệu, du lịch lịch sử và văn hóa truyền thống của người dân tộc Xê Đăng. Qua đó, hình thành một số tour du lịch trải nghiệm như du lịch cộng đồng thôn Pô Tá, xã Mang Ri, tham quan vườn sâm, vườn dược liệu, tour, chinh phục đỉnh núi Ngọc Linh. Huyện cũng phát triển hơn 2.900 hectare cây dược liệu với hơn 1.700 hectare diện tích có trồng sâm Ngọc Linh, còn lại là dược liệu khác. Nhờ vậy thu hút được các du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, người dân đã bắt đầu có nguồn thu từ làm du lịch. Huyện phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực, tổng lượng khách du lịch đạt 1.000 lượt khách lưu trú. Hội thảo đã tập trung đánh giá lợi thế riêng có về du lịch của huyện Tumarong, chỉ ra khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, hạn chế trong kinh nghiệm quản lý kinh doanh, trình độ nghiệp vụ, dẫn đến chất lượng sản phẩm du lịch chưa cao. Qua đó, thảo luận các giải pháp phát triển du lịch phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Cụ thể như xây dựng chiến lược truyền thông, xúc tiến quảng bá, kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, phát huy lợi thế rừng, dược liệu gắn với du lịch, bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường công tác đào tạo trình độ cho nhân lực tại chỗ phục vụ du lịch. Trên cơ sở nội dung chương trình hội thảo giúp huyện Tumarong học hỏi kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đặc biệt góp phần vào sự đi lên của du lịch tỉnh nói chung, nâng cao đời sống cho bà con, người dân tộc thiểu số.